Caritas là một tổ chức quốc tế được liên kết các hoạt động bác ái trên toàn cầu của Giáo hội Công giáo. Caritas nhằm phục vụ con người, đặc biệt là người nghèo khổ. In December 1951, 13 Catholic charities came together. Đi theo đường hướng Caritas quốc tế, Caritas Việt Nam được thiết lập để chia sẻ tình thương, giảm bớt tình trạng đói nghèo. Việt Nam là thành viên thứ 164 trong 165 quốc gia của Caritas quốc tế. Sứ mạng của Caritas liên kết với những người thiện chí để phục vụ và thăng tiến con người, nhất là người nghèo khổ, với những giá trị cốt lõi: yêu thương và phục vụ, công bằng và trung thực, liên đới và bổ trợ, chuyên nghiệp và tận tâm, tôn trọng nhân phẩm và sự sống của mọi sinh vật mà Chúa đã tặng ban. Đó chính là lòng yêu mến thực sự, yêu mến và sẵn sàng phục vụ. Caritas Việt Nam được Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam thành lập năm 1965, trụ sở đặt tại Tổng giáo phận Sài Gòn, do Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi làm chủ tịch. Caritas Việt Nam đã hoạt động tích cực trên khắp các giáo phận ở miền Nam. Năm 1972, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận kế nhiệm làm chủ tịch. Caritas Việt Nam lúc đó chăm sóc cho những đồng bào từ miền Trung và cao nguyên di cư vào Sài Gòn. Chúng tôi nhận nhiệm vụ lo lắng để cho họ ăn uống, rồi lương thực, thực phẩm, thuốc men hàng ngày. Đây là phép lạ của Chúa quan phòng, phép lạ của tình yêu khi đồng bào ở miền Nam chia sẻ bát cơm, manh áo, viên thuốc cho nhau trong cơn hoạn nạn. Caritas Việt Nam đang tiến triển ý nghĩa như vậy thì phải ngưng hoạt động. Dẫu vậy, với ơn Chúa, Ủy ban Bác ái xã hội vẫn tiếp tục hoạt động âm thầm, và với sự quan tâm đặc biệt của các giám mục miền Nam, với sự trợ giúp của Tòa Thánh và các tổ chức quốc tế để giúp đỡ những người nghèo khổ, người khuyết tật, cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Vì đây là cốt lõi của việc thực thi lời Chúa. Đến năm 2000, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định thành lập Ủy ban Bác ái xã hội do Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan làm chủ tịch để thực hiện công khai các hoạt động bác ái xã hội và tiến tới việc tái lập Caritas Việt Nam. Thiên Chúa luôn yêu thương và nhìn đến người nghèo. Ngài đã gửi các tổ chức bác ái nước ngoài như Caritas Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Tổ chức Sơ Cua Catholic của Pháp, Miserior của Đức, các liên đoàn công giáo Việt Nam ở Mỹ, Đức, Ý, các ân nhân trong và ngoài nước để giúp cho Ủy ban Bác ái xã hội Việt Nam hoạt động cho những dự án của mình. Trong thời gian này, linh đạo Caritas cũng dần bắt đầu được quảng bá cho các tín hữu theo gương bác ái Chúa Kitô. Việc thành lập mạng lưới và phổ biến linh đạo của Caritas đến các giáo xứ là một công việc hết sức là quan trọng, và đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, thông điệp của Ngài, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu đã đành và kể về tự sắc mà Ngài viết để phổ biến cái thông điệp này và giải thích thông điệp này, thì Ngài xác định về việc thiết lập Caritas tại các giáo xứ là một công việc hết sức là quan trọng. Dưới thời Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh làm chủ tịch, ngày 2 tháng 7 năm 2008, chính quyền đã cấp giấy phép tái lập Caritas Việt Nam ở cấp quốc gia và cấp giáo phận. Nhà nước chính thức công nhận và cho phép tổ chức Caritas Việt Nam hoạt động như một pháp nhân chính thức. Đây quả là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và dẫn dắt Caritas Việt Nam. Từ khi hoạt động trở lại, Caritas được sự hỗ trợ trong và ngoài nước thông qua những hoạt động đóng góp cho việc xây dựng trụ sở Caritas. Ngày 16 tháng 4 năm 2015, văn phòng Caritas Việt Nam đã khánh thành, tọa lạc tại số 319 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Bác ái xã hội đã xây dựng cơ cấu cho 26 giáo phận với văn phòng và nhân viên được đào tạo về các lĩnh vực chuyên môn. Caritas Việt Nam đã liên kết với các tổ chức bác ái trong và ngoài nước nhằm gia tăng nguồn lực cho các hoạt động. Quả thực, công việc bác ái ngày một nhân rộng. Rất nhiều tình nguyện viên tham gia mạng lưới Caritas để giúp đỡ những người kém may mắn. Tuy còn nhiều giới hạn,
nhưng Caritas Việt Nam đã nỗ lực hoạt động trong các lĩnh vực như HIV, khuyết tật, bảo vệ sự sống, khuyến học, di dân, phòng chống buôn người, môi trường, cứu trợ khẩn cấp và rất nhiều hoạt động từ thiện khác. Nói tới việc yêu thương phục vụ, chắc chắn mỗi hội viên Caritas chúng ta luôn cố gắng làm sao để lan tỏa trong đời sống của mình từ lòng yêu thương kính trọng tới việc quan tâm tới những nhu cầu của người khác. Người dân Việt Nam, đặc biệt miền Trung và miền Bắc mỗi năm phải chứng kiến biết bao thảm họa do thiên tai. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thiết lập quỹ thứ 6 tuần thánh với việc mời gọi các tín hữu đóng góp cho việc cứu trợ thiên tai. Nhờ đó, việc đáp ứng cho những nhu cầu tức thời về thiên tai tại các địa phương được thực hiện nhanh chóng. Ngoài việc cứu trợ khẩn cấp bằng lương thực, quần áo, mùng mền và những nhu cầu cần thiết khác cho những nạn nhân trong vùng thiên tai, Caritas Việt Nam cũng thực hiện các kế hoạch dự phòng và phục hồi sau thiên tai như xây dựng lại nhà cửa, sửa chữa cầu đường, đóng thuyền vượt lũ, cung cấp giống cây trồng, hỗ trợ máy móc, trợ giúp vốn lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân. Ở Việt Nam, mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật, đa số họ là những người nghèo không được đến trường, không có việc làm, tự ti mặc cảm. Chính vì vậy, Caritas Việt Nam và các giáo phận luôn tìm nguồn hỗ trợ giúp cho người khuyết tật được phát triển toàn diện từ y tế, giáo dục, sinh kế, xã hội và trao quyền. Suốt những năm qua, Caritas đã và đang thực hiện dự án thúc đẩy chương trình hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. Caritas Việt Nam hỗ trợ các giáo phận thành lập ban chuyên trách cho người khuyết tật để giúp họ có thể hòa nhập và tham gia tích cực vào cộng đồng. Rất nhiều hoạt động dành cho người khuyết tật được các Caritas giáo phận luôn quan tâm. Bên cạnh đó, Caritas đã tổ chức thăm viếng và tặng quà cho những gia đình nghèo, người khuyết tật, trao tặng xe lăn, chương trình khám và phát thuốc, xây lại những căn nhà tình thương. Việc chăm sóc và hỗ trợ cho các bệnh nhân HIV hòa nhập cộng đồng cũng là hoạt động quan trọng của Caritas Việt Nam, vì họ là những người cần được quan tâm yêu thương hơn ai hết. Caritas Việt Nam mở các khóa tập huấn cho các chuyên trách, cộng tác viên và các thành viên của Caritas giáo phận để giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ cho các bệnh nhân HIV hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, những buổi truyền thông về kiến thức cơ bản nhằm đề phòng, giảm thiểu kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Rất nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, những con em di dân nghèo không được đến trường, Caritas Việt Nam và các giáo phận đều có những chương trình hỗ trợ cung cấp học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Caritas còn mở những khóa tập huấn về kỹ năng sống, chuyên đề giới tính, phương pháp học tập và làm việc cho những người đồng hành với các em nhằm giúp các em đạt đến một sự trưởng thành thực sự. Trước nạn phá thai đang báo động khẩn cấp, Caritas Việt Nam đang từng bước hình thành trong các giáo phận những nhóm cộng đồng để tư vấn, hỗ trợ cho các bà mẹ mang thai ngoài ý muốn, giúp họ từ bỏ ý định phá thai. Nhiều mái ấm tình thương được thành lập để tiếp nhận các thai phụ không có nơi nương tựa, các bé sơ sinh bị bỏ rơi. Caritas mở những khóa tập huấn chuyên đề về giá trị sự sống, giáo dục kỹ năng sống để các em biết sống đúng theo luân lý Kitô giáo, đồng thời ngăn ngừa việc mang thai và phá thai ở lứa tuổi vị thành niên. Hàng ngàn thai nhi vô tội bị cha mẹ tước quyền sống, quyền làm người. Việc chôn cất cũng được Caritas giáo phận rất quan tâm. Trước làn sóng di dân phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, Đức Thánh Cha Francisco phát động chiến dịch và kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các nhà lãnh đạo và các quốc gia giúp cho những người di dân có nơi sinh sống yên ổn. Vì mưu sinh và vì cuộc sống, bất chấp rủi ro, họ phải di chuyển đến các thành phố tìm kiếm việc làm, bỏ lại quê hương và người thân, con cái của họ, chịu hoàn cảnh thiệt nhất trong xã hội.
trong những năm gần đây, nạn buôn bán người diễn ra rất tinh vi và độc ác. Những nạn nhân buôn bán phần lớn bị ép làm nô lệ tình dục, bị hãm hiếp, đánh đập, bỏ đói, lạm dụng thuốc và bị tra tấn đến kiệt quệ. Hậu quả, họ bị mắc bệnh lây nhiễm, bị HIV, bị rối loạn tinh thần và trầm cảm. Nạn nhân cũng là các bé trai bị bán, phần lớn bị ép làm những công việc nặng nề hay bị bán cho các chủ tàu đánh cá. Chúng không được trả lương, không được ăn no và bị cưỡng bức. Không số ít người bị bắt cóc để lấy nội tạng. Họ có thể bị chết hay bị di chứng nghiêm trọng vì không được chăm sóc y tế. Caritas Việt Nam kết hợp với Caritas các giáo phận phần nào đang gióng lên tiếng hô của Gioan ngày xưa trong thời đại chúng ta cho thế giới, và cùng nhau ý thức đặc biệt là tầng lớp giới trẻ để giúp giảm đi tình trạng bị buôn bán, bóc lột do thiếu thông tin dẫn đến bị lừa đảo. Trong những thập kỷ qua, chúng ta đã phải chịu những hậu quả thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Đức Thánh Cha Francisco đã tha thiết kêu gọi mọi thành phần tham gia bảo vệ và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Trong thông điệp Laudato Si, Ngài đã ban hành từ năm 2015 và nhắc đi nhắc lại. Và bên giáo phận thì cũng đã có những cái chương trình thường huấn cho các linh mục về vấn đề này. Việc tiếp cận nước sạch là nhu cầu cơ bản của con người. Nhưng ngày nay có rất nhiều quốc gia không có nguồn nước sạch đảm bảo cho đời sống. Chính vì thế, Caritas Việt Nam cùng với các Caritas giáo phận đang nỗ lực trong các hoạt động truyền thông nhằm giúp cho người dân thay đổi nhận thức. Các hoạt động bảo vệ môi trường ở giáo phận ngày càng được mở rộng, như tổ chức ngày môi trường, trồng cây xanh, thu gom quét dọn rác ở khu vực giáo xứ và đường phố, tiết kiệm điện nước, tiết chế trong việc sử dụng túi ni lông, chai nhựa. Ngoài các hoạt động chính trên, Caritas Việt Nam và Caritas giáo phận đang nỗ lực chung tay mở những nhà hưu dưỡng, nhà tạm trú cho người bệnh, những nồi cháo tình thương, biết bao công việc âm thầm hy sinh. Những người tình nguyện viên, những tấm lòng hảo tâm đang chung tay giúp sức phục vụ cho những người nghèo, người bị bỏ rơi tìm lại giá trị nhân phẩm. Caritas Việt Nam cùng các thành viên của các Caritas giáo phận đã thực sự tìm thấy niềm vui trong phục vụ, yêu thương khi ra đi và trao ban tình yêu thương đến những cuộc đời bất hạnh. Những hoạt động mà Caritas đang góp phần nhỏ bé để thăng tiến, giúp đỡ những người nghèo khổ. Hơn bao giờ hết, khi xã hội ngày càng phát triển thì lại càng có nhiều người nghèo hơn và họ lại càng bị phân cách. Người nghèo là hiện thân của Đức Kitô, và việc thi hành đức ái không phải của riêng ai hay tầng lớp nào đó mà là của tất cả mọi người. Trong tự sắc cánh cửa đức tin, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhấn mạnh: đức tin không có đức ái thì không mang lại thành quả. Let us treat others with the same passion and compassion with which we want to be treated. Ước gì mỗi người chúng ta có thể bắt đầu từ hôm nay trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn, với tôi và với người khác. Nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười, để thốt lên một lời tử tế, để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ, để viết một lời cảm ơn, để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua số phận, để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người đau khổ đang ở xung quanh bạn.